Bú đầu nhỏ, con đầu to, tập 266. Ý chuyển nhà. Con đầu to, con đầu to. Con đầu to, con đang làm gì đấy? Bú đầu nhỏ, lạ thật đấy. Rõ ràng sô-cô-la của con rơi xuống đây mà. Sao không thấy đâu nhỉ? Sô-cô-la á? Đó là quà kẹo bông tặng con. Mẹ em ấy mua từ một nơi rất xa về. Thế hả? Vậy để bố tìm cùng con. Tìm thấy rồi. Phải cái này không? Chính là nó. Ơ, sao sô-cô-la lại biết đi? Ra là vậy. Con đầu to, con hãy quan sát tỉ mỉ xem. Kiến, con kiến bé xíu này giỏi thật đó. Đương nhiên, kiến tuy thân hình rất nhỏ bé, nhưng lại có thể vác được thứ nặng gấp cơ thể mình hàng trăm lần đó. Ghê thật. Cơ mà bố đầu nhỏ ơi, ngày nào chúng cũng đi tìm đồ ăn như vậy à? Dĩ nhiên, giống như hàng ngày mẹ tập về đều đi chợ mua thức ăn về nấu cơm ấy. Nếu không thì bố và con sẽ bị đói bụng. Bầy kiến còn vất vả hơn, phải kiếm tìm thức ăn ở khắp nơi, có khi phải chạy đi rất xa, cõng đồ rất nặng về nhà cơ, con biết không? Có rồi. Bố đồ nhỏ ơi, con chia khoai tây chiên cho kiến ăn. Vậy là chúng không cần phải chạy xa tìm đồ ăn nữa. Con đồ to thật giàu tình thương. Con đồ to, con sao thế? Bố mẹ ơi, hay là chúng ta cũng nuôi thú cưng đi. Con đồ to, con cũng muốn nuôi cún à? Không, con muốn nuôi kiến. Hả? Chào buổi sáng bố mẹ. Bố đồ nhỏ, bố đi ủng làm gì vậy? Hôm qua mưa to, bây giờ trước cửa nhà mình ngập thành sông rồi. Bố phải đi ủng mới qua sông đi làm được. Hả? Con đồ to, bây giờ con không được ra ngoài, sẽ ướt giày đấy. Bố đồ nhỏ, bây giờ mưa to như thế thì bầy kiến làm thế nào? Nhà của chúng liệu có bị nước nhấn chìm mất không? Yên tâm đi con trai, trời mưa thì kiến sẽ chuyển nhà. Thế bây giờ con đi thăm chúng được không? Bây giờ không được, đợi trời tạnh ráo chúng sẽ ra. Kiến ơi, tụi mày còn đó không? Có phải tụi mày bị chết đuối hết rồi không? Tụi mày mau ra đây đi. Mày vẫn còn sống à? May quá. Nhưng đồng bọn của mày đâu? Tốt rồi, tốt rồi. Kiến ơi, có phải nhà của tụi bay bị ngập nước rồi không? Ở dưới đất nguy hiểm lắm. Hay là tụi bay chuyển vào nhà tao ở đi. Nhà tao kia kìa, theo tao về nhà nhé. Đi nào, về nhà với tao. Con đồ to thật tình, ăn xong cũng không biết vứt đi. Thank you.
tiếng chuyển nhà. Tiếp theo. Lạ nhỉ, sao cứ nhột nhột ở chân? Tiếng. Tiếng, tiếng. Bố đồ nhỏ, trong bếp nhiều kiến quá. Mẹ tập về, phòng khách cũng đầy kiến này. Nhà ta bị kiến bao vây rồi. Tốt gì côn trùng đâu. Hả? Thuốc diệt côn trùng hết mất rồi. Làm sao bây giờ? Đừng sợ, mẹ tập về, có anh đây. Em rút lui đi, để anh yểm trợ. Không ổn rồi bố đồ nhỏ. Kiến đang bò lên lầu. Con đồ to vẫn ngủ trong phòng. Con đồ to. Kiến ơi, tao sẽ xây cho tụi bay một tòa thành rộng lớn. Về sau tụi bay có thể sống vui vẻ hạnh phúc trong tòa thành rồi. Sao thế? Bố mẹ, có chuyện gì vậy? Con đồ to, may mà con vẫn ổn. Mẹ sợ quá. Có chuyện gì xảy ra thế mẹ? Con đồ to, nhà ta bị kiến bao vây rồi. Mẹ tập về. Bây giờ em yểm trợ cho con trai rút khỏi phòng. Anh sẽ phụ trách tiêu diệt kẻ địch. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về. Bố mẹ đừng sợ. Bầy kiến này là bạn của con. Sau này chúng ta sẽ chung sống với nhau. Con đồ to, con đang nói gì thế? Làm bạn với kiến á? Kiến là bạn con. Con đã xây nhà mới cho chúng rồi. Chúng vừa mới chuyển vào xong. Không tin bố mẹ xem. Mẹ tập về, em sao thế? Con đồ to, con gây họa rồi. Lạ nhỉ. Mẹ tập về, kiến có gì mà đáng sợ vậy? Bố đồ nhỏ, anh mau gọi điện cho bên diệt côn trùng đi. Nếu không nhà ta sắp biến thành ổ kiến thật rồi. Không ổn, chỗ này cũng bị kiến đánh chiếm rồi. Ôi trời, mẹ tập về. Được rồi, để anh bảo vệ hai mẹ con. Bố đồ nhỏ, bố không được làm hại bạn con. Mau tránh ra con trai, nếu không kiến sẽ cắn con đấy. Mau lên. Không đâu, chúng là bạn của con. Nhột quá, nhột quá. Chịu rồi, đành phải dùng tuyệt chiêu thôi. Mẹ tập về, em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Mẹ tập về ơi, mẹ tỉnh dậy đi. Kiến, nhiều kiến quá. Đừng sợ, chúng ta thoát ra rồi. Không sao nữa rồi em yêu à. Con đồ to, con đã gây họa rồi đấy. Con sợ trời mưa to nhấn chìm mất nhà của kiến, nên liền mời chúng tới ở nhà mình. Con không biết sẽ thành ra như vậy. Con đồ to à, ngôi nhà hạnh phúc nhất của kiến chính là đất đai dưới lòng đất. Chúng có thể chui vào những chỗ rất sâu, không sợ gió thổi, cũng không sợ mưa bay. Nhưng nếu chúng vào nhà của con người, không những không đem lại hạnh phúc cho chúng, mà còn đem lại tai vạ cho loài người chúng ta nữa. Bây giờ nhà chúng ta chính là một thảm họa. Con sai rồi, nhưng bố mẹ ơi, bố mẹ đừng gọi bên tiêu diệt côn trùng đến làm hại bạn con được không? Con xin bố mẹ đấy. Bố đồ nhỏ, chúng ta chuyển nhà đi. Đúng rồi, con có cách rồi. Âm nhạc này có thể đuổi kiến được sao? Đây là máy phát sóng âm côn trùng do bố chó phát minh ra. Chú nghe thấy là âm nhạc, nhưng vào tai kiến thì nó là mệnh lệnh. Được cứu rồi. Tiểu Minh, cảm ơn cháu. Không có gì ạ. Xin lỗi, không thể để tụi bay ở nhà tao được nữa. Nhưng sau này, tao vẫn sẽ mang đồ ăn đến cho tụi bay. Tuy chúng ta không thể ở cùng nhau, nhưng chúng ta mãi mãi là hàng xóm tốt của nhau. Tạm biệt nhé. Con có thể dùng máy phát sóng âm này thỉnh thoảng mời chúng đến nhà mình không? Hả? Trời ạ, mẹ không bao giờ muốn nhìn thấy kiến nữa. Đừng mà.